đã phát hiện ra mục tiêu. Còn zombie kia, xem ta đây. Chiu 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 chiu. Yeah, zombie đã bị tiêu rồi. Đang đi tìm những con zombie khác thì mình nghe thấy những âm thanh gì nhỉ? Hình như âm thanh phát ra từ đây thì phải. À, thì ra là tê ghê. Mà sao tê ghê lại không có mắt nhờ? À, thì ra tê ghê đã bị mấy con zombie trộm mất mắt. Để tớ tìm cách yes. lấy lại mắt cho tê ghê. Con zombie kia trả lại mắt đây. Yeah. Nhiều zombie quá. Yeah. Cuối cùng chúng đã bị nổ tung. Chạy lại xem thì mình phát hiện ra một đôi mắt xanh. Chắc đây là mắt của tê ghê rồi. Ơ, à, lại có cả một đôi mắt đen với một đôi mắt trái tim nữa. Đâu mới là mắt của tê ghê nhở? Liệu có phải là đôi mắt trái tim màu hồng này không? Hay là đôi mắt xanh dương này? Cuối cùng là đôi mắt yes. đen. Wow, vậy là đã tìm được đôi mắt cho tê ghê rồi. Minion đây, thử tìm quanh đây xem còn thấy thứ gì nữa không nào. Này này này, ở gốc cây này lại còn một đôi mắt nữa. Vậy những đôi mắt này là của ai? Khó hiểu thật đấy. Hả? Mình lại phát hiện thấy thứ gì thế này? Lại thêm hai đôi mắt nữa. Đầu tiên mình thấy đôi mắt biết leo cây các bạn ơi. Là sau một hồi tìm kiếm thì mình đã tìm ra được 5 đôi mắt. Nhưng đôi mắt nào mới là đôi mắt của Minion đây? Đầu tiên là đôi mắt hình trái tim. Không phải rồi. Hay là đôi mắt tia lửa điện? Còn đôi mắt nâu lờ đờ buồn ngủ thì sao? Và cả đôi mắt xanh hình xoắn ốc nữa. Cuối cùng là đôi mắt màu vàng. Wow, đây đúng là đôi mắt của Minion rồi. Ta-da, hôm nay mình sẽ ăn những đồ màu hồng nha. Đầu tiên là một ly kem màu hồng. Nó mát mà thơm mùi sữa, ăn rất là cuốn nha. Tiếp theo là một cái kẹo mút xoắn, cũng có cái nơ màu hồng luôn. Mình cắn 3 miếng là hết cái kẹo mút luôn rồi. Cái bánh vòng nó thơm nức mũi, làm sao có thể cưỡng lại được đây. Giờ thì là một tô mì màu hồng. Bên trong có cả nửa quả trứng và một miếng chả. Sợi mì thì hơi nóng nên mình phải thổi trước khi ăn nha. Wow, mình chưa bao giờ được ăn một cái đùi gà màu hồng. Mùi vị của nó thì cũng rất là ngon. Nhom. Giờ thì còn mỗi cái xương. Ăn no bụng quá, mình sẽ uống thêm một ly nước ép dâu tây. Mình sẽ ăn luôn quả dâu tây ở đây nữa. Đồ màu hồng mình ăn hôm nay tất cả đều rất là ngon. Đã ăn xong rồi, bye bye. Không có gì để chơi nhở? Hả? Cái gì thế này? Wow, thì ra là một hộp kẹo với nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau. Kẹo này ăn rất là ngon. Mình sẽ để phần cho cả em Bom nữa. Ơ mà, hộp kẹo thì không có nắp. Chảy hết kẹo thì sao? À, có cách rồi. Mình sẽ dùng kéo cắt những hình chữ nhật. Sau đó sẽ vẽ một hình Doraemon thật là đáng yêu. Vẽ xong thì nhớ là trang trí cho Doraemon luôn nha. Đến đây thì sẽ có nhiều bạn thắc mắc là không biết mình đang làm gì. Nói nhỏ cho các bạn biết là mình đang làm túi để đựng kẹo. Lần này mình sẽ làm túi Doraemon, Pikachu và gấu râu. Dùng băng dính hai mặt để cố định các đầu giấy lại với nhau và dồn kẹo lại như trong video mình đã làm. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong những túi kẹo rất là đáng yêu. Phải khoe em Bom luôn mới được. Túi này thì rất là tiện, mỗi lần ăn thì mình sẽ xé một gói. Hai túi còn lại để dành mà không sợ bị trời kẹo. Yeah, em Bom thích lắm. Cho em Bom luôn hai gói còn lại này. Gì cơ? Có một loại cây giấy chỉ cần tưới nước là nở ra hoa anh đào. Wow, mình phải múc thử về làm luôn mới được. Đây chính là loại cây đấy. Bên trong có 4 túi nước màu trong, một cái khay đựng và một cây anh đào, tất nhiên là chưa nở hoa rồi. Bây giờ thì mình sẽ ghép hai miếng này lại với nhau rồi đặt vào cái khay làm sao cho thật là vững chắc. Tiếp theo là mình sẽ tạo cành cho cây anh đào làm sao cho chân thực nhất. Đây rồi, túi nước thần thánh đây rồi. Bây giờ mình sẽ cắt túi nước và tưới lên cây. Mọi người nhớ tưới đều tay nha. Và tưới cẩn thận, đừng có lem hết, đổ hết ra ngoài như mình và em Bom. Giờ thì chúng mình cùng nhau đợi kết quả nào. Đợi một lúc mà cây anh đào chưa nở hoa nên chúng mình phải tưới thêm nước cho anh đào. Wow, đợi một tiếng cuối cùng thì cây anh đào đã nở hoa rồi này. Còn chúng mình phải mất nửa ngày thì cây hoa anh đào mới nở hoa sum suê và to như vậy được. Sáng vừa ngủ dậy thì mình phát hiện ra trong vườn nhà mình có rất nhiều nhện. Một con nhện nâu có răng nanh và một con nhện tím có nhiều mắt. Hả? Ở trên này vẫn còn một con nữa. Trông nó đáng sợ thật đấy. Hình như nó định ăn hoa nhà mình thì phải. À, mấy con này biết tay chị nhá. Xem đây, mà nhện thì độc lắm. Mình không thể bắt nó bằng tay không như thế này được. À, mình còn có búa mà. Con nhện này, xem đây. Còn con nhện tím này chưa biết sợ à? Ha ha, vậy là mình đã tiêu diệt được hai con rồi. Còn một con nhện đỏ nữa. Đâu mất rồi nhỉ? Rõ ràng là vừa ở đây cơ mà. Lạ thật đấy. Nó đây rồi, chết này. May thật đấy, tí nữa thì bị nó cắn. Mà mình nghe thấy tiếng khóc ở đâu ấy nhỉ? Âm thanh phát ra từ đây các bạn ơi. Ai đấy? Ai khóc ở trong đấy thế? Hả? Thì ra là bạn My Mary. Cậu
cậu ấy đã bị những con nhện bắt và giam giữ ở đây. Nope. Chỗ này nguy hiểm lắm, chúng mình chạy thôi. Mệt quá, nhờ của bố bom mà cuối cùng chúng mình cũng đã giải cứu được My Memory rồi. Hôm nay mình sơn móng chân. À, nhưng mà lem ra ngoài rồi. Cái gì thế này? Thì ra là một con sâu, nó đang ăn trộm táo trong vườn nhà mình. À, con này láo thật đấy, mau trả lại quả táo ngay. Đưa đây. Lấy lại được táo rồi. Lại để nó cắn mất một miếng rồi. Bỗng nhiên mình nghe thấy tiếng hét ở đâu nhỉ? À, hóa ra âm thanh phát ra từ đây các bạn ơi. Thì ra là bạn Koromi đang bị hai con nhện tấn công, một con nhện đỏ và một con nhện tím nhiều mắt. Để tôi bắt con nhện trừng trị cho nó một trận. À ơi, nó cắn mình chảy cả móng tay, mình phải nghĩ cách khác mới được. À, mình có cách rồi, ta đã có đồng hồ pen người ở đây. Mấy con nhện kia hồn hồn thì mau tránh ra. Chết này, nhện đã trúng đạn. Koromi, mau chạy thôi. Cuối cùng cũng thoát khỏi được hai con nhện đấy rồi. Mà tại sao trong vườn nhà mình lại có những con nhện đáng sợ như thế nhỉ? Mà lần này mình có đồng hồ pen 10, vậy là cuối cùng đã giải cứu được Koromi rồi. Wow, đây đúng là cái video cứu tinh mình đang cần rồi. Một chiếc điện thoại vỡ màn hình. Đây, mình nói nhỏ cho mà nghe, đây là cái điện thoại mình vừa làm vỡ của mẹ sáng nay xong. Giờ mình sẽ phải làm nó lành lại trước khi mẹ phát hiện, không thì mình tiêu đời mất. Trong video mình thấy người ta lấy kem đánh răng bóp vào màn hình, mình sẽ lấy cái bàn chải xoa cho đến khi kín cái điện thoại thì thôi. Tiếp theo mình sẽ lấy một cái khăn chùm lên cái điện thoại. Giờ chỉ cần ngồi đợi đến khi cái màn hình nó lành lại là xong. Kể ra thì cũng đơn giản đấy chứ nhở, mỗi tội là hơi buồn ngủ một tí thôi. Cuối cùng thì cũng đã đợi được đến cái lúc này. Mở khăn ra. Wow, bắt đầu thấy hồi hộp và đau tim rồi đấy. Phút này mình không dám mở mắt ra xem kết quả luôn. Kìa, sao cái màn hình điện thoại nó không lành lại vậy? Nguyên đi, điện thoại của mẹ đâu? Thôi chết rồi, mình phải làm sao đây? Mình đã đá phải cái gì thế này? Để mình xem nào. Bên ngoài thì được bao phủ một lớp nhựa màu xanh. Mà theo như mình quan sát thì ở đây có một cái nút bấm. Để mình thử gạt nó xuống xem. Wow, cái này có thể phát sáng luôn này các bạn ơi. Trông nó cũng đẹp đấy chứ. Còn hai cái núm tròn ở giữa này thì để làm gì nhở? À, mình biết rồi, là để làm thế này này. Và cả thế này nữa. Các bạn có thấy mình thông minh không nào? Mà vẫn chưa hết đâu. Ở trên này mình còn thấy có một cái nắp nhựa màu trắng nữa. Để mình rút thử ra xem nào. Hóa ra đây là một cái bút các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ thử xem là nó có viết được không nha. Đố các bạn biết mình vẽ con gì nào. À, mát thế nhở. Bỗng nhiên mình thấy cái gì ở trong bụi cây đây này. Ủa, sao lạ vậy? Hình như mình chưa nhìn thấy cái thứ này bao giờ. Để xem nó là cái gì nào. Wow, thì ra nó là một súng bắn nước hình con khủng long. Yes. Trên lưng nó còn có một lớp vây rất là cứng cáp. Đây là cái miệng của con khủng long. Chỗ này là để nó phun nước đây mà. Cái nút ấn này là để bóp cò này. Nhưng mà nước thì cho vào chỗ nào nhỉ? À, mình nhìn thấy rồi. Một cái nút màu xanh. Mở cái nút này ra và xả nước vào nha. Hôm nay Huyền Vi sẽ dùng súng nước khủng long để đi tiêu diệt những con côn trùng. À, đã phát hiện ra đối tượng đầu tiên, chính là một con nhện. Nhện đã bị tiêu diệt. Bên này còn một con muỗi nữa. Chiu, chết này. Ôi, bên này vẫn còn một con sâu và hai con muỗi nữa. Được rồi, hãy xem sức mạnh của súng khủng long đây. Yeah, súng khủng long đỉnh thật đấy. Các bạn đã có súng khủng long chưa nào? Ở nhà thì các bạn có phụ mẹ nấu cơm không nhỉ? Mà rau có sâu thì có ăn được nữa không các bạn? Ủa, mà cái gì thế này? Con gì nó đang nhìn mình vậy? Để mình xem nào. Nó có sừng các bạn ơi. Liệu nó có cắn mình không nhở? Wow, thì ra nó là một con sâu. Không biết là nó bò vào đây từ lúc nào nữa. Người thì rất là nhiều chân, còn khúc khuỷu nữa. Nó lại còn đang nhe răng cười với mình nữa này. À, con sâu này chắc ăn nhiều lắm đây. Thì người mới béo trục béo tròn như vậy chứ. Kể ra thì nhìn nó cũng yêu ghê đấy chứ. Nó cũng không làm hại gì đến mình cả. Thôi thì để mình thả nó đi nhá. Ra đây mà tha hồ ngắm hoa. Bye bye. Mà sao có sâu thì có ăn được nữa không nhở? Uầy, đẹp thế. Mình phải thử làm luôn mới được. Có bạn nào đam mê mấy cái đồ sáng tạo này như mình không? Cứ thấy mấy cái đồ hay ho, lạ là nhất quyết phải thử làm. Yes. Mặc dù là cũng có rất nhiều lần làm thất bại, nhưng không sao, thất bại thì mình lại làm lại thôi. Mà độc lạ nhất hôm nay phải kể đến hai cái hộp slime này. Wow. Bên trong có những viên thạch rất là rẻ. Có bạn nào đã từng thấy hộp slime nào như thế này chưa? Mình sẽ nhồi nó vào bên trong quả trứng. Chú ý là phải nhẹ tay nha. Và cực kỳ cẩn thận khéo léo đấy. Vì vỏ trứng mỏng rất là dễ vỡ. Xong xuôi thì mình sẽ lấy băng dính dán cái lỗ lại. Tiện tay thì mình cũng vẽ gương mặt cho quả trứng luôn. Rồi cho chúng vào túi nhíp.
mà hình như còn thiếu. Wow, cuối cùng thì cũng đã hoàn chỉnh rồi này. Bob thích tay cực kỳ luôn. Một cái mặt cười có trang trí hình em Cinnamon cũng đã bị bóp bẻ luôn rồi. Các bạn ở nhà cũng thử làm đi nha. Nope.